Chào mừng quý các bạn đến với trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng bán kết Trung học phổ thông Yên Viên giải bóng đá năm 2019. Trận bán kết đầu tiên sẽ diễn ra giữa hai đội 12-6 do cô Hải An chủ nhiệm và lớp 12A7 do cô Ngô Anh chủ nhiệm. Thầy Hoàng, trọng tài FIFA, đang cho các cầu thủ làm thủ tục chuẩn bị thi đấu. Để quý vị các bạn tiện theo dõi, chúng tôi trân trọng giới thiệu các cầu thủ 12A7 trong trang phục áo xanh của đội Leicester City King Power, bảo vệ khung thành bên tay trái, và các cầu thủ 12A6 đang mặc áo bít, bảo vệ khung thành bên tay phải. Trận đấu bắt đầu. Đường bóng đi vào gôn là được. Để bóng dừng lại nhá.
Đằng sau. Thầy thích tăng máy.
Đại Tuấn. Đi anh lên. Anh mọi người chạy trước vào sau luôn. Đâu lần rồi? Làm một lần. Nhắc.
50.000 không lấy. 50.000 bạn đầu tiên nhá.
cái gì ghi bàn rồi. Bạn đầu tiên 100 nhá. Ok sau. Ai là gì không được, thằng gì không? Ai bầu? Ai lỗ bầu? Ok sau ghi bàn. Thủ môn giữ sạch lưới, thủ môn giữ sạch lưới à? 100. 200. 200. Rồi, thủ môn sạch lưới cho biết về gì. Thủ môn sạch lưới à, 100 nhá. Yên tâm, mấy cơ đào, mấy kiểu gì cũng như đại trọng tiền. Cho hỏi đi chồng đi. Thủ môn sạch lưới cho biết Fanny nha. Nhà ơi ạ. Phải phải đi luôn nha. Tay à. Không phải nhập. Tay em biết là bác sĩ rồi. Chuyển nhau ơi, chuyển nhau ơi. Cái mồm vui lên. Mày nhìn thấy nó hở chỗ nào? Mày thấy thằng sống mày Hiệp chắc lên, Hiệp ơi. Hiệp chắc lên. Đá đâu? Chắc là dưa số 2 là cột 2 không? Sau là phần 1 là cột 2 đây. Số 1 là cột 1. Thằng Hiệp 2 rồi. Đánh đầu rồi, đánh đầu rồi. Tập trung tạm rồi nhá. Đánh đầu rồi, tạm rồi. Lướt. Ôi, Huyền bị mấy lần rồi. Mười điểm lý thuyết nhá. Không phải xem rồi. Đúng à, Duy Nhi nè. Đây thì cũng không phải là một chi đâu, tôi phải là ok, ok. Lên, nhiều lên, cứ lên. Lên rồi. Này, Đi mà. Nhanh không? Mất đạp. Vâng. Em xem rồi nè. Đây thứ ba. Đây là khu cao của em. Đi ra xô rồi. Kéo đi bố nô ra. Đúng rồi. Mấy phút lên thời điểm.
Tao đã bóng hộ mọc cái gì? Rồi, về anh ơi. Đã nói thế rồi. Rồi.